Xin chào quý vị và các bạn. Đây là bản tin 1:1 trên sóng Đài Truyền hình Hà Nội. Những tin tức đáng chú ý về an ninh trật tự sẽ được chúng tôi gửi đến ngay sau đây trong phần nhật ký 1:1. Mời quý vị chú ý theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an thành phố Hà Nội, đội Cảnh sát Giao thông số 2 đã chủ động triển khai phương án, lập kế hoạch phân luồng, chỉ huy an toàn giao thông với mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần vào thành công chung của kỳ họp. Để đảm bảo cho kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14 diễn ra thuận lợi, các cán bộ chiến sĩ đội Cảnh sát Giao thông số 2 được phân công đứng chốt từ 6 giờ sáng trên các tuyến trọng điểm như Điện Biên Phủ, Lê Hồng Phong, Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương để điều tiết phân luồng giao thông từ xa, đảm bảo thông suốt an toàn khi tổ chức cấm đường độc lập trong thời gian các đại biểu đến họp và ra về. Ngoài ra, đội Cảnh sát Giao thông số 2 kết hợp chặt chẽ phối hợp với các đơn vị là Công an quận Ba Đình, Tây Hồ để làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự tại khu vực tòa nhà Quốc hội. Đồng thời, đội Cảnh sát Giao thông số 2 cũng phối hợp với Trung tâm Chỉ huy Điều khiển Giao thông của Phòng Cảnh sát Giao thông trong việc giám sát, xử lý vi phạm qua hệ thống camera giám sát. Theo dự kiến, ở kỳ họp này, Quốc hội sẽ làm việc trong thời gian 20 ngày, không tính ngày nghỉ và bế mạc kỳ họp vào ngày 15 tháng 6. Trong thời gian cấm đường độc lập, ở thời điểm đại biểu Quốc hội đến họp và ra về, người dân cần chú ý di chuyển từ đường Phan Đình Phùng rẽ sang Phủ Lý Am Đế để giải tỏa giao thông cho tuyến Hoàng Diệu. Cảnh sát giao thông cũng đề nghị người tham gia giao thông chấp hành nghiêm luật giao thông, hiệu lệnh chỉ huy của người điều khiển giao thông, đặc biệt là khi đoàn dẫn xe đại biểu di chuyển để đảm bảo an toàn, thông suốt. Trong các ngày 16 đến 21 tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử đối với Phạm Thanh Hải, sinh năm 1966, ở quận Hà Đông, chủ trang mạng Học Làm Giàu, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là vụ án mà số lượng nhà đầu tư, người liên quan và bị hại lớn nhất từ trước đến nay, lên tới hơn 2.574 người và với số tiền huy động cũng đặc biệt lớn, hơn 2.700 tỷ đồng. Hành vi của Phạm Thanh Hải là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội vì đã sử dụng thủ đoạn gian dối tinh vi để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của hàng trăm người. Trên cơ sở đó và sau khi cân nhắc mọi tình tiết liên quan, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã đi đến quyết định tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh Hải tù chung thân theo đúng tội danh bị đưa ra xét xử. Công an phường Thanh Xuân Bắc vừa nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Huệ, trú ở phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, trình bày sự việc mình bị hành hung. Theo đơn trình báo, vào khoảng 19 giờ ngày 19 tháng 5, chị Huệ khi đang ngồi trông hàng tại đường Nguyễn Quý Đức thì trời mưa dông. Chị Huệ đã nói với một người phụ nữ là khách đang ngồi uống nước trả ghế ngồi để dọn hàng. Sau đó, hai bên có lời qua tiếng lại và bất ngờ người phụ nữ trên đã nhặt chiếc ghế quăng vào người chị Huệ rồi gọi 4 thanh niên khác đến kéo chị Huệ ra giữa trời mưa để hành hung. Hiện công an phường đang triệu tập những người có liên quan đến trụ sở để tiến hành làm rõ vụ việc. Thưa quý vị và các bạn, xe tải hay xe container là những phương tiện cồng kềnh khi tham gia giao thông, đặc biệt có tầm nhìn hạn chế khi tiến vào các khúc cua, đoạn rẽ, đều tiềm ẩn những nguy cơ gây ra tai nạn giao thông, đặc biệt cho các phương tiện nhỏ hơn nếu người điều khiển phương tiện thiếu quan sát khi lưu thông trên đường. Video sau đây là một ví dụ điển hình cho những vụ tai nạn như vậy. Đây là hình ảnh của camera hành trình được ghi lại trên phố Giải Phóng. Trong lúc trời mưa, đường trơn trượt, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm gây ra ùn ứ, giảm tầm nhìn của người điều khiển phương tiện. Chiếc xe tải bật xi nhan rẽ phải thì va chạm với chiếc xe máy đi cùng chiều. Theo đại diện của Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, cả hai lái xe tải và xe máy đều có lỗi. Ô tô tải khi chuyển hướng thì cũng đã có sự ra tín hiệu thông báo cho các phương tiện đi cùng chiều và đi phía sau để được biết. Tuy nhiên thì vào cái thời điểm trước thời điểm xảy ra tai nạn thì cá nhân tôi quan sát cũng thấy được rằng là xe tải cũng chưa thực sự giảm tốc độ. Nội chính trong cái vấn đề mà gây ra tai nạn trong cái vụ va chạm vừa rồi thì tôi cho rằng là thuộc về người điều khiển xe mô tô. Người thanh niên điều khiển xe mô tô đó di chuyển phương tiện với tốc độ tương đối cao ở những cái nơi đặc biệt là đến cái khu vực có đường giao cắt. Do không quan sát nên không điều chỉnh tốc độ phù hợp dẫn đến không giữ khoảng cách an toàn đối với cái xe tải và dẫn đến xảy ra va chạm. Do đó, người lưu thông trên đường cần tăng cường quan sát, cẩn trọng tại những ngã rẽ, đường giao cắt, đặc biệt trong điều kiện thời tiết xấu khi mà các phương tiện di chuyển chậm gây ra sự chủ quan cho người điều khiển phương tiện, dễ dàng gây ra những tai nạn đáng tiếc không đáng có. Riêng với người điều khiển mô tô, xe máy cần đặc biệt lưu ý hơn vì dễ là nạn nhân cho các vòng cua rơi vào điểm mù của các phương tiện đồ sộ lớn hơn. Đến đây bản tin 1:1 ngày hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai.